Chào các bác. Hôm nay tôi xin được chia sẻ về cái vấn đề, đó là tại sao đá tự nhiên hay có vết. Tiện thể đường thì vắng, không có việc gì làm. Chia sẻ với mọi người là tại sao đá lại hay có vết, đá tự nhiên, đá quý mà lại có vết. Nhiều người nhìn thấy nó không được thích lắm, không được hài lòng lắm. Thì với cái góc độ của chúng tôi chia sẻ thì nó có một số cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là về kỹ thuật. Cái thứ hai là về cái hình dạng của đá thô ban đầu. Cái thứ ba là cái chất lượng của viên đá. Vậy thì yếu tố đầu tiên ta phải nói đến đó là cái hình dạng ban đầu của viên đá. Chúng ta đã biết đấy, đá thô thì nó có hình dạng bất định, không có một cái hình dạng vuông tròn nào mà nó thuận hết. Tức là để tính toán mà cắt mài ra được một viên đá thì phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều cái sự nghiên cứu để xem là cắt theo hướng nào, cắt theo chiều nào hoặc là cắt mặt nào. Tức là một cái viên đá thô nó rất xù xì, không biết đâu là đỉnh thì chúng ta chọn mặt như thế nào. Có những viên đá mà phải mất vài ngày có thể cắt được. Có những cái viên đá thì chúng ta chỉ cần nghiên cứu vài ngày thôi, chúng ta có thể cắt được rồi, ta tìm ra được phương án cắt. Nhưng có những cái viên đá, tức là chúng ta phải biết là đào được viên đá rất là khó. Viên đá đẹp chúng ta phải tính toán hết sức cẩn thận, từng ly từng tí một, sai một đường cắt là coi như rất mất rất nhiều tiền. Có những viên đá thì cả vài tháng mới dám cắt. Có những viên đá thì năm nay mài tí, năm sau lại mài một tí nữa. Để làm gì ạ? Bởi vì khó tính quá, mài ra sợ là nó mất nhiều tiền. Cho nên là chúng ta, cái vấn đề cắt mài nó một vấn đề hết sức là nhạy cảm, rất là khó. Và chúng ta, những người thợ họ đi mua được, họ đào được những viên đá đẹp, rất là nâng niu, rất là, vì nó rất là quan trọng. Cả một hành trình rất là lâu người ta mới đào được một viên đá. Người ta rất là nắn nót để chúng ta giữ được cái trọng lượng của nó làm sao mà nhiều nhất, được hơi sắc. Vậy thì làm sao? Vậy thì bây giờ chúng ta có thể là mài ra được một viên đá 10 cm, rất là đẹp, chất màu đẹp, khối cũng tốt rồi, nhưng nó có một chút cái vết, có thể là vết lõm của đá hoặc là vết cái vết gì đó nó hơi ăn ở bên trong một chút, sapphire hoặc là bao thể. Bây giờ chúng ta để nó sâu xuống, chúng nó mài hết cái vết đi thì cũng được. Nhưng mà chúng ta mài chỗ đấy thì đồng nghĩa với chúng ta là phải mài hết tất cả cái bề mặt viên đá. Chúng ta xuống một chút thôi, chúng ta phải mài đồng đều cả viên đá, dẫn đến cái việc là viên đá nó sẽ nhỏ đi. Nó sẽ nhỏ đi rất nhiều, tăng từ 10k có thể là xuống đến 5k, và cái giá trị của nó đây này giảm đi rất nhiều. Có những viên thì nó đẹp lên, có thể là tăng giá trị lên, nhưng mà có những cái vết mà nó có thể bỏ qua được thì chúng ta lên để lại thì chúng ta sẽ nhận được một cái viên đá đẹp hơn. Tất nhiên là đá thì những cái vết mà sâu, vết to, vết nứt thì chúng ta, cái đấy thì chúng ta không chấp nhận được. Nhưng cái vết nhỏ, các cái vết mà
mài chưa hết, nó ít thôi, nó không ảnh hưởng gì nhiều, chúng ta có thể bỏ qua và chấp nhận nó là một viên đá đẹp. Còn nếu mà một cái viên đá cũng như vậy, hoàn hảo tất cả, thì giá có thể nó không phải như vậy nữa, mà nó rất thấp rất nhiều lần. Và chúng ta muốn màu sắc đẹp, chất đẹp, nhưng mà chúng ta muốn nó hoàn hảo thì không có giá rẻ được, giá không hợp lý được, rất là đắt. Chúng ta nhiều khi chúng ta phải chấp nhận thôi, vì bản thân con người chúng ta cũng không ai hoàn hảo. Thì con người cũng là xuất phát từ thiên nhiên, và đá cũng từ tự nhiên. Đá thì nó còn trải qua cái quá trình vận động địa chất hàng triệu năm, nên nó có nhiều cái sức ép, sự áp lực và nhiệt độ, nên là bản thân cái viên đá nó rất ít khi mà nó trong vắt được. Chính cái áp suất và cái nhiệt độ nó làm cho cái viên đá nó bị rạn nứt ra. Có thể là nó đang ở nhiệt độ cao xong nó lại rơi xuống cái nhiệt độ thấp. Đấy. Hoặc là tự dưng có núi lửa nó phun trào thì nó đang nóng, nó gặp lạnh, nó sẽ có sự giãn nở về nhiệt, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của viên đá. Nên khi chúng ta mài ra được, nhiều khi là chúng ta mài ra được gần xong rồi thì nó lại nở ra được một cái vết nhỏ như thế, mai nữa thì nó lại nở tiếp, kiểu như thế. Chúng ta phải chấp nhận là nó phải có cái tí vết. Cái này thì chúng ta phải thông cảm và chúng ta phải hiểu được cái nguồn gốc nó là tại sao lại như thế. Chứ không ai muốn nó như thế cả, ai cũng muốn nó đẹp cả. Thứ nhất là về kỹ thuật là như thế, thứ hai là về hình dạng viên đá và kỹ thuật thì tôi chia sẻ như vậy. Và cũng như là về cái quá trình hình thành nó tạo lên thì nó sẽ bị như thế. Thì người thợ người ta mài ra thì người ta rất là tiếc, thì kiếm được viên đá rất khó, nên là người ta giữ lại trọng lượng, có thể nó nhiều viên nó còn méo mó, nhưng thịt nó rất là đẹp. Giờ đè nó đi thì quá phí. Nên là cái hình dạng của đá tự nhiên nhiều khi là nó khác ở cái hàng xử lý hoặc nhân tạo, là nó hơi méo mó và nó không được hoàn hảo. Nhưng được cái thì nó đem lại nó là đẹp vĩnh cửu, giá trị vĩnh viễn. Không bao giờ cái tuổi đời của chúng ta so với đá thì chỉ là một cái đoạn gọi là con chắt cháu chắt chút chít so với tuổi đời của viên đá chúng ta đeo trên tay, triệu triệu năm rồi. Nên là với vài cái đời của chúng ta mà đeo viên đá thì nó không ảnh hưởng cái gì cả. Mặc dù nó có vết như thế, nhưng mà đeo thì chúng ta đá nhìn xa hoa nhìn gần, nhưng không ai người ta đeo người ta dí sát được trong viên đá thì người ta xem cả. Đá thì chấp nhận là phải nhìn xa. Và cũng có một số những cái viên thì nó cũng không có vết gì cả. Nói như vậy thì chưa đúng. Có những một số viên thì nó cũng rất là lành, nhưng nó nhỏ thôi. Với một cái bề mặt to, mặt rộng thì rất khó để lành. Hoặc là những cái viên đá mà chất lượng nó gọi là hàng thịt thôi, hàng đục, chất gọi là đục đấy, nó đặc, thịt nó quánh xanh xánh thì không có độ trong, hàng đấy thì đúng không có vết thật, nhưng mà nó không đẹp. Chơi hàng đẹp thì chúng ta phải chấp nhận. Hàng kính thì đã gọi là chất là kính, chất kính thì nó phải có dạn dập bên trong. Vì nếu mà không dạn dập thì người ta cắt facet rồi, và chúng ta biết là hàng facet thì hàng đẳng cấp nhất rồi, không có cái hàng gì mà cao cấp bằng hàng facet. Nhưng mà chúng ta phải nói là về cái hàng facet là phải đẹp, hàng đủ tiêu chuẩn thì mới đẹp, chứ còn
cứ cắt rác rồi gọi là phát xét thì cái hàng đấy không chơi. Cắt ép hàng lỗi rồi là không có lửa rồi màu kém. Thôi chúng ta chơi hàng Camason đẹp nó sướng hơn nhiều. Tội gì để mua chơi cái hàng đấy. Đã chơi phát xét thì chúng ta phải chơi nhiều tiền. Xác định là phải tầm vài trăm triệu trở lên. 200-300 triệu bên 2K thì mới chơi được. Còn chơi cái loại mà vài chục triệu 2-3K thì thôi bỏ qua. Vài chục triệu chúng ta làm viên hết kính chơi đã đời sướng. Đó là quan điểm của tôi. Mỗi người một sở thích thì chúng ta có thể lựa chọn thôi. Nhưng còn như tôi thì tôi sẽ không lựa chọn như thế. Đây là một số cái vấn đề tôi chia sẻ về đá cũng hết. Mong tất cả mọi người nghe và thông cảm cho những người thợ, cho những người dân đi đào. Họ rất là vất vả để kiếm ra được một cái viên đá đẹp như vậy, màu sắc đẹp như thế thì rất là khó. Chúng ta có thể bỏ tiền ra chúng ta mua được ngay, nhưng chúng ta không biết được cái quá trình của nó khó khăn như thế nào. Nên chúng ta có thể hài lòng cho cái việc là chơi đá tự nhiên là phải có vết. Tất nhiên là vết chúng ta chấp nhận được. Còn vết mà to, vết sâu hay dặn nguy hiểm, nhìn mà rơi cái vỡ ngay thì cái đấy thì chúng ta phải bỏ qua ngay. Chính những cái đấy nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến giá trị của đá. Cũng là một viên đá đẹp khi chúng ta nhìn thấy ở trên ảnh. Có thể là nó giống nhau đấy, nhưng mà khi chúng ta nhìn trực tiếp thì chúng ta mới thấy nó sự khác nhau về chất lượng. Nên giá thành nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ trước khi mua hàng, tìm hiểu. Và cuối cùng tôi xin chúc cho tất cả chúng ta sẽ tìm kiếm và săn cho mình được một viên đá ưng ý, viên đá đẹp để đeo lên trên tay. Và khuyến khích cho mọi người là đá là phải đẹp đỏ như thế này. Mua xong thì phải có sự kiểm định của bên bán, kiểm định cũng như cam kết. Và chúng ta nghiên cứu xem ở đâu uy tín thì chúng ta mua. Không nên mua linh tinh rồi lại mất tiền oan. Tôi đã khuyến cáo rất là nhiều lần rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành một chút thời gian để nghe tôi nói một chút về kinh nghiệm. Xin cảm ơn tất cả mọi người.